Xuống đây góc quên nè. Cái gì bắn đùm lum hết vậy, không biết cái nào là cái nào luôn. Có mấy đứa nó giúp với nhau bắn từ từ thôi, đừng có xả tùm lum hết á. Mấy thằng mà trong cái bếp súng mà lo chim bồ á, biết trong phát mình là xe gì mắc nhất không? Xe bọc thép nó chui vô đấu trường hết rồi.